Chào các bạn nhá. Hôm nay anh em mình lại đi phượt nhá. Đi ra sông chơi. Bạn Tiệp. Đi ra sông bắt cá. Nướng ăn tại suối luôn. Em béo hơn chị. Đi chơi hôm nay toàn các thành viên trong nhóm tem của đội mình thôi. Anh em hàng xóm chơi thân với nhau. Đi ra sông ra suối chơi để tránh dịch cho nó an toàn. Vừa được chơi lại vừa tránh được dịch. Hôm nay nhóm của mình đi 11 thành viên. Có một chuyến là sang trước bên kia rồi. Đấy, có hai anh em đang đứng bên kia đợi. Đi ra sông chơi chủ yếu là bắt cá để nướng ăn thôi các bạn ạ. Cá sông Đà. Toàn các loại cá ngon. Ui giời, cá gì? Có một con to trong đấy. Còn mấy cá cá bò. Cá bò. Một cái mít trước à? Có con cá lăng ấy. Ui dạ. Thế mà bây giờ cá lăng là tầm có một con cá lăng đấy. Có một con cá lăng đấy mà. Con cá lăng này. Đây. Ôi giời ơi. Mấy. Con cá lăng nghe các bạn ơi. Một con hay hai con chứ? Hai con. Có một con to hơn nữa đấy. Con cá lăng. Có một con to nữa mà. Có một con to hơn đấy. Lấy cái rổ vớt. Ô, bắt được rồi, đây. Đâu? Đây. Đây đây. Nướng ở đây luôn đấy, kìa, ở gốc cây đấy. Nước kia trở vào bắt lại. Tí này. Đây. Ôi giời ơi. Cá lăng nha các bạn ơi. Cá lăng. Con này thì tuyệt vời rồi. Con này là cá đặc sản nhất ở trên Tây Bắc nha các bạn. Con đốm này là cá lăng đốm. Đặc sản trên Tây Bắc. Có một con nhỏ nữa. Cá này nấu chua hay bị ngon đấy nhỉ? Cá sông Đà nhá, cá lăng sông Đà đấy các bạn, đây này, đây là sông cái Đà. Cái đâu? Đi theo hai người đẹp để đi tìm rau dớn để nấu canh cá. Để anh Thịnh đi kìa, đâu? Rau dớn với là rau lá tàu bay. Nấu canh cá thì hơi bị ngon đấy. Lấy thuyền thế, chú bây giờ. Dạ. Không cần đâu. Anh lái thỏa vô tư luôn mà. Ở ngay ngay đây thôi thì. Bên này thì thôi. Đây đây kìa, ở bên kia có kìa. Nhiều kìa. Ui, đi đi. Ôi thì. Mấy chị em sành chưa? Ai cũng tự chui lên rừng này. Bây giờ mà thả lên rừng thì sinh tồn rất là tốt. Lên trên đấy để chặt cây chuối, nón chuối về nấu canh cá. Còn hai anh kia thì đi tìm cây nứa để làm món cá lam. Bốn người đẹp này đang lấy nón chuối nhé các bạn. Dài như cái củ khoai. Nón chuối. À trắng như nó. Đúng rồi, trắng nón trắng nào. Giỏi nhỉ, mấy bà này. Giỏi. Người Thái, gái Thái Tây Bắc là phải đảm đang. Cá lương cái này là cái thằng trùng nó bỏ đấy. Đội này thả vào rừng thì không sợ chết rồi. Đúng rồi, không lo chết đói rồi. Không lo chết đói đâu, rồi đây. Củ khoai củ gì lấy được hết. Đội này bảo là thả lên rừng không sợ chết nhưng mà thiếu dai thì không sống được. Đêm phải 2 bi 3 bi nhé các bạn nhá. 2 3 bi à? Yếu thế. Ăn đội này là ăn nhiều đồ rừng nên là sinh lý rất là khỏe. Đấy, toàn ăn non chuối này thì cá thì ngon hết lớp chấm. Ăn đi. Có thể ăn sống được. Có mảng nhện nhỉ? Nón chuối này cắn vào nó kéo ra mạng nhện này. Mạng nhện này hơi bị ấy đấy. Em không biết mà em bảo đấy. Ngon không? Ngon anh. Ăn nó cuốn họng. Thế đủ rồi chứ? Đủ rồi. Đi. Hết rồi, muốn lấy thêm cũng không có nữa anh ơi. Còn một cây để làm giống thôi. Ôi đoàn này bao lần thế này. Để làm giống năm sau còn về chứ? Em một tí. Lấy hết thì lấy đi. Vâng.
ném đi, ném đi một con dao đi hay là. Thế được rồi, đi làm xuống đi. Ở đấy có nhưng mà dao ba con mà. Xuống núi đây. Cái này thế được rồi đi, coi là đủ giải mâm là được mà. Còn ngồi mình lấy đá ngồi cũng được. Đây, chị Mến ơi, lấy con dao vào đấy xong lấy cái lá này nhá. Không lại, đâu? Lấy lại cách các em lấy. Đây, lấy lá này. Xuống đi, chị ơi xuống đi, lấy dao một cái. Đeo dao như thật này. Đây, còn vứt. Đấy, đeo dao người Thái, dao mèo cái này. Đeo dao như thật. Phụ nữ dân tộc thì đảm đang lắm. Cái gì cũng làm được. Có thể làm thay được mọi việc cho của đàn ông. Ô, khẩu trang của ai rơi ở đây này. Xuống cẩn thận nhá. Gà nướng, xúc xích nướng. Hai em đang xảy pa nhá, Pin Hồng ơi. Pa khính thì không cần xảy đâu, kinh luôn khỉ đó. Pí Nỏng đi mà video bấm nút like ủng hộ nhá. Xong rồi nhá, mời tất cả các bạn nhá. Máy quay của mình hôm nay quên không sạc, thế là hết pin rồi các bạn ạ. Video mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn xem video nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ của kênh mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.